Vâng, em Thảo rất vui được gặp lại các bác. Hôm nay em sẽ đi test thử để thực tế về cái dòng dao siêu sắc bén này. Thì qua rất nhiều những cuộc điện thoại thì cũng có bác và em là test thử cắt trên giấy để các bác nhà mình được tham khảo xem cái mẫu nào sắc bén. Mẫu dao 804 này thì là một cái mẫu dao rất là nổi tiếng của bên cơ sở em Thảo. Chắc chắn là các bác mà đã theo dõi kênh, các bác đã biết tới cái mẫu dao này. Đây, các bác nhìn, đưa một cách nhẹ nhàng nhé. Con này là con kép cành, ăn về má phải. Đấy. Ở tất cả những cái dòng dao thì rất mong là các bác đã xem được của bên cơ sở em Thảo thì các bác hãy để ý nhé. Nó sẽ có 2-3 loại trên thị trường. Nhưng mà các bác mà đã đặt liền tin ở bên em thì em sẽ gửi cho các bác loại 1. Loại nào loại 1 em sẽ chi tiết về loại 1 luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Và chắc chắn là các bác xem video các bác cũng muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Thì sau đó em sẽ báo giá từng cây một để các bác nhà mình được biết. Đấy, đây là con 804 nhé. Em vừa mới test thử. Tiếp theo là test thử tới cái con vô cùng là cao cấp nữa. Là con này. Đây là con dao Nhật. Thì hôm nay em chủ yếu giới thiệu từ các bác những cái mẫu dao cũng giá cũng tương đối là cao. Nhưng mà đổi lại rất là chất lượng và nhiều bác quan tâm. Em sẽ test thử ở cái con dao này nhé. Đây. Đây là hai con dao mà đang có giá cao nhất ở bên cơ sở em Thảo. Đấy. Cắt gộp đôi luôn nha các bác nhé. Mà dễ như này. Nếu như một con dao mà cùn thì nó sẽ tòe hết ngay. Đây là con dao Nhật, một cái dòng dao thép liền khối, quấn tay da vàng. Con này thì em sẽ có cả tay trái, cả tay phải. Đấy, một cái mẫu dao liền khối thì con này nó không gấp lại được nhé. Rất chỉ ở chất các bác ạ. Hai con này là hai con chất lượng đắt tiền nhất. Thì với con 804 này, ở bên cơ sở em Thảo đang gửi từ các bác giá sẽ là 250.000. Em Thảo miễn phí ship nhé. Còn con dao Nhật này, giá của nó là 300.000. Em Thảo miễn phí ship. Và rất nhiều những cái mẫu dao cũng sẽ cao cấp và em cũng sẽ test thử ngay để các bác nhà mình nắm bắt được. Con này 300.000 nha các bác nhé. Đấy, và em sẽ test thử cả mẫu này và cả mẫu 8618 mà các bác rất quan tâm. Thì hiện tại con cho em xin giới thiệu một chút về kênh em Thảo. Hiện tại thì em đang ở Tân Yên, Bắc Giang. Bên em đang chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây. Một ngày thì em chỉ đăng 2-3 video được thôi. Thì các bác mà quan tâm tới kênh, đang muốn xem nhiều dụng cụ, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên em. Tiếp theo là em test thử cái mẫu dao 1095. Đây là con 1095 nhé. Con 1095 thì nó cũng là dòng dao Nhật nhưng nó là rẻ thôi. Nó không cao như mấy dòng dao kia. Nó cũng không kém phần long trọng luôn các bác này. Đấy, nó cũng tước giấy rất chi là mỏng. Đấy, đây là con 1095 nhé. Em lại test thử trên thân giấy này. Đấy, con 1095. Đây là con 1095, dòng dao siêu sắc bén. Các bác nhìn mã của nó đây. Đây nó cũng là một con dao thẳng không gấp được nhé. Đấy, con này thì cái giá trị của nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy, con 1095 thì cái chất gỗ của nó rất là ok. Đặc biệt nó sẽ có một cái lỗ đeo để các bác nhà mình đeo dây vào tránh mất. Cái này khi bảo quản thì các bác quấn vải trên đầu. Cái vải đấy các bác lên có một chút dầu nhé. Kể cả con dao này, các bác lên có một chút dầu để bảo quản nó luôn có độ sắc bén. Đấy, con này còn 1095 này. Giá còn 1095 này đang làm 200.000 đồng. Em Thảo miễn phí ship. Thì ngoài dao ra thì bên cơ sở em còn có tất cả các loại bóng. Thì đây hôm nay thì đây là cuộn bóng 3 phân. Em sẽ có từ 3 phân trở lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và tới 20 cm. Cái này thì của nó là 10.000 một phân các bác nhé. Cuộn 3 phân là 30.000. Đấy, cũng rất là thấp. Đấy, và một cái đơn hàng dao thì chắc chắn là các bác cũng phải cần đeo bóng. Đây là cuộn bóng 3 phân. Và tiếp theo là tới mẫu dao 1096. Con 1096 này thì các bác quan tâm khá là nhiều. Con này lưỡi dài nhé. Tất cả những dòng dao thì có con 1096 này lưỡi dài này. Và con vằn là lưỡi dài. Đấy, còn những con này thì lưỡi của nó sẽ ngắn hơn một chút nhé. Những cái này lưỡi nó tầm độ 7 cm. Và tiếp tới là con dao vằn. Đây cũng là một cái dòng dao rất là chất. Con này vừa là đẹp mắt, vừa là sắc bén. Em cũng sẽ test thử luôn để các bác mình được xem. Đấy, một tờ giấy trắng như này thì em đã test thử từng mẫu một nhé. Con này siêu bén luôn các bác ạ. Đấy, đây là con vằn nhé. Con họa tiết vừa đẹp vừa bén các bác ạ. Đấy, đây là con vằn này. Thì với cái dòng dao này thì đây nó là những cái mẫu rất là cao cấp. Con này thì giá của nó đang là 200.000 một con. Em Thảo sẽ miễn phí ship các bác nhé. Đấy. Và con 1096 này thì giá của nó thấp hơn. Con 1096 này của nó thì giá là 180.000 đồng trên một con. Để các bác mà xem được cái video này,
đang quan tâm và đang muốn nghiên cứu và muốn sử dụng một cái mẫu dao chất lượng, hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Và hiện tại thì em đang thiết lập ra một kênh chuyên về đồ Nhật. Các bác mà muốn sưu tập đồ Nhật đắt tiền, những cái dụng cụ về làm cây, kìm kéo cưa và dụng cụ bao trái cây, các bác hãy vào cái phần đường link ở dưới cái video này nhé. Ở đó thì em đã để những cái dụng cụ rất chi là chất lượng về từng kênh mới để các bác thì mình tiện được tham khảo. Đấy, và vì kênh Trường Thảo thì rất chi là nhiều sản phẩm, khi em đăng cùng nó sẽ trôi bài. Thì các bác mà quan tâm tới những cái dụng cụ kia thì vào kênh, đăng ký kênh để xem những cái dụng cụ hay của bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.